nói với chúng mày lần cuối nhá. Là chúng mày đừng có tắt tao vào những cái clip rồi bảo tao giống thằng này thằng nọ nữa. Nghe tin cộng đồng mạng vô tình tìm thấy em trai thất lạc, idol top top Bách Khỉ phi hắn từ Hà Nội lên Hòa Bình để nhận dạng. Là một trong những idol top top của giới trẻ, Bách Khỉ nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía khán giả. Không chỉ quan tâm đến những sản phẩm của anh, tính cách của anh mà còn quan tâm hẳn đến gia phả nhà anh luôn. Biểu hiện chính là màn tự tìm em trai thất lạc của cộng đồng mạng khiến chàng trai idol của chúng ta được một fan toát mồ hôi hột. Cụ thể, thấy cộng đồng mạng truyền nhau một clip cậu bé học cấp 2, cấp 3 có ngoại hình rất giống với anh trai này. Nhanh trí, anh em thi nhau tang idol dưới phần bình luận của clip, liên tục ra tín hiệu SOS để anh đến nhận em trai. Ngay lập tức, anh chàng được phi thẳng từ Hà Nội lên Hòa Bình để làm rõ vụ việc và cái kết khiến ai xem cũng phải phi cười. Tao nói với chúng mày lần cuối nhá. Ok. Là chúng mày đừng có tắt tao vào những cái clip rồi bảo tao giống thằng này thằng nọ nữa. Chúng mày biết sáng nay vừa mở mắt ra tao phải bắt xe từ Hà Nội phi thẳng lên Hòa Bình để mà chứng minh không? Rồi chúng mày vừa lòng chưa? Hả? Thế này đã vừa lòng chưa? Cả cái thằng này nữa mày chui từ đâu ra mày giống anh đây. Tưởng rằng sẽ có màn combat căng thẳng, ai dè chỉ là trò đùa của anh mà thôi. Cuối video hai anh em còn không quên trao cho nhau cái ôm thắm thiết. Được gặp bản sao của mình ngoài đời, nhìn trước nhìn sau đều như một thế này thì ai mà chẳng thấy bất ngờ và thích thú phải không anh em? Chắc là cùng cha khác ông nội rồi. Bố mẹ kiểu, ai biết gì đâu. Về hỏi bố mẹ ngay anh ơi. Các bạn nghĩ sao về trường hợp giống nhau nhưng không cùng gia phả này? Comment ngay cho TV Chen biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chance. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.